vong linh chết do bị thương nặng làm thế nào chữa thương cho vong linh được sư à, nói thiệt á là sư không phải là sư chê cười quý vị đâu à, cứ hỏi những cái câu mà mình, mình cứ thắc mắc cái kiểu đó để mình biết là mình sai ở chỗ nào chứ còn mà giống như là mình hỏi ra mình sợ người ta cười thì riết rồi cái cái dốt mình nó cứ giấu đó. Rồi người ta rốt cuộc mình sai mình không biết là mình sai. Nha. Thành ra sư không có cười gì, quý vị khi mà quý vị hỏi những câu mà nghe có vẻ là nhức đầu quá không muốn trả lời. Nói như thế này. Không hề có cái gọi là vong linh. À, chúng ta đừng có uh, hiểu nhầm, đừng có hiểu sai là mình có một cái linh hồn. Rồi xin lấy ví dụ nha. À, không lẽ bây giờ một người mà họ bị đứt cánh tay như vậy là cái linh hồn của họ là họ bị đứt một cánh tay. À. Nó không có chuyện đó. Nha, chúng ta được cấu tạo bởi ngũ uẩn nha, sắc thọ tưởng hành thức. Mà nếu mình chia trẻ ra đó thì nó không có một cái linh hồn nào ở đây hết trơn nó trời. Cho nên á À, một người, một người nha sẽ đáng nói một người mà họ bị thương nặng rồi họ chết à, thì không có một cái ta, không có một cái linh hồn, không có một cái vong linh nào mà nó bị thương nặng cả. nha, mà sau khi chúng sanh đó chết thì chúng sanh đó tái sanh làm à, một cái dạng chúng sanh khác ngay lập tức, ngay lập tức. Rồi một trường hợp nữa là còn một dạng mà mình hay gọi là vong linh tức là những cái dạng mà ngạ quỷ khuất mài khuất mặt ha mình không nhìn thấy thì ngay cả các cái dạng đó nếu như mà họ bị thương bị đánh đập rồi bị này kia thì một là do nghiệp hai là bị cái chúng sanh khác tấn công thì dù cho loại nào đi chăng nữa thì sau khi thân hoại mạng chung thì họ sẽ tái sanh vào cảnh giới khác mình không có cần phải lo cái chuyện là chữa thương cho họ đâu nha, cái chuyện đó là cái chuyện không cần thiết. Ừ. Và cái này xin nói là có khi quý vị dẫn Đây là một cái một cái nhìn sai lầm, một cái sự nhận thức sai lầm mà cái danh từ chuyên môn gọi đó là thường kiến. Nha, cái nhìn đó nó không có chính xác. thường ừ. kiến À. đọc câu hỏi này không biết trả lời sao <laughs> vì nó quá, nó quá nghề thơ đi Giàn giấy trắng này nhưng mà đây không có trả lời câu hỏi này mà nhắc tới thường kiến mới, mới hết mới, 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 mới gì, với quý vị nói cho quý vị rõ để quý vị à, nhận định được cái tầm quan trọng của cái sự hiểu bệnh hiểu đúng như thế nào thường kiến rất là nặng quý vị thường kiến quý vị, thường kiến có hai cái kiến đó là đoạn kiến và thường kiến đó độ vừa giờ mà chúng sanh ví dụ như người ta chết đi là hết chết là hết là đoạn kiến nhưng mà mình chấp nhất một cái linh hồn trường cũ thường ăn là là thường kiến thì những cái tư tưởng này á quý vị nên bỏ đừng có tin tin mấy này thường kiến á quý vị có làm phước cỡ nào mà quý vị chấp nhất mấy cái này vì tin mấy cái này á đây là cái chuyện mà quý vị đọ nặng lắm á ọ nặng lắm, cái vũ vị có làm phước cỡ nào. Mà cái tà kiến kiểu này có những cái mình ôm áp á chính nó là hại mình. Có câu chuyện như thế này. Có một anh shipper, ảnh đi ship shipper bằng thiền ảnh đi giao hàng bằng thiền thì bằng tàu đó, thì qua đảo này đó nọ thì giữa đường thì bão lắm thiền. Thì ảnh mới ôm cái thùng hàng ảnh bơi vô bơi vô một cái đảo qua thì à, anh ta là một anh shipper có tâm nên anh mới nói là mình phải giữ cái thùng hàng này nguyên dạng để mình được là thời gian nữa mình được uh, cứu rồi đó mình sẽ đi về mình trả cái thùng hàng này cho đưa thùng hàng này cho chủ nhân của nó thì bắn một hơi anh năm năm sau chịu bao nhiêu khổ cực gâu ghia một tùm lum như robinson vậy đó anh ăn nằm rất là khổ cực chịu đối chịu khác để giữ cái hòm cái thùng hàng đó để đem về đưa cho À, cái người chủ nhà thì khi mà tới gõ cửa nhấn chuông thì giao cái thùng hàng thì anh này mới thắc mắc tôi giao cho cô rồi tôi gọn bổn phận tôi rồi đó cô cảm ơn thì tôi cũng ghi nhận rồi nhưng mà cô có thể cho tôi biết rằng cho tôi biết rằng là ở trong cái thùng này có cái gì không chứ tôi giữ năm năm nay mà tôi đâu dám mở ra mở ra nó đúng đúng trách nhiệm shipper đâu thì cô này cũng mới nói không có gì chỉ có cái điện thoại vệ tinh cái bật lửa cái cần câu cá vì thấy cái mà ông này cũng ôm ấp mau năm làm ông khổ 5 năm giá như mà ông không có ôm cái 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 à, gọi là cái cái tâm niệm gọi là cái cái, cái cái, cái, chuyên tâm của shipper đó là ông mở ra ông xài là ông thoát rồi cái điện thoại gì tên gọi cái là xong nhưng mà ôm cho nên nó thấy cái gì mà mình ôm ấp á chưa chắc cái đó nó gây tốt cho mình giống như hai cái người mà đổ phân cái người mà đổ phân trời mưa người ta kêu đi vô dục thân vô vô lục đi không tôi cực khổ tôi đậu lên tới đầu rồi giờ bắt tôi dục xuống thì trời mưa với phân đội đầu trời mưa thì bị cái gì chứ gì biết rồi nó kinh khủng thì những cái gì mà nó mắc á nó tà kiến thì mình phải bỏ đi